Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng thức giấc bên ly cà phê ấm áp, chợt anh cứ nghe hoài một bài hát biết bao lần. Anh nhắm mắt lại rồi bỗng thấy một điều, người duy nhất anh nghĩ đến là em. Có lẽ đúng, anh đã đổi thay khác chưa, chẳng còn những đêm về khuya nữa rồi. Chẳng còn tụ tập nơi phồn hoa, mọi việc thì luôn đúng ra. Có phải vì em anh trưởng thành hơn trước? Có nhiều khi anh sợ rằng anh không thể yêu ai, sợ lắm cảm giác bên nhau rồi chia tay. Nhưng từ khi em gần bên, anh bỗng thấy một điều, sẽ hận hối tiếc nào như anh để mất. Thank you.
vẫn âm thầm quan tâm em. Nếu lỡ mai này bên cạnh em không còn ai sát đây, thì anh nguyện chở che em suốt quãng đường dài. Anh yêu tình từ cũ em, anh thích ngắm khi em hờn, anh yêu tất cả những thứ trong em mà em đang có. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là một phần sống của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên em đưa mà cầm chặt tay em, lau nước mắt môi khi em rối hay hồng. Đừng buồn nữa nhé em, hãy vui vì bên em luôn có một người mang cho em. Nếu lỡ mai này em không còn ai sát đây, thì anh nguyện chở che em suốt quãng đường dài. Anh yêu tình từ cũ em, anh thích ngắm khi em hờn, anh yêu tất cả những thứ trong em mà em đang có. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là một phần sống của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên em đưa mà cầm chặt tay em, lau nước mắt môi khi em rối hay hồng. Đừng buồn nữa nhé em, hãy vui vì bên em luôn có một người mang cho em.
Vì anh chỉ muốn em hạnh phúc bên mình anh thôi. Sao em lại bước theo người đó? Nhà anh tuy nhỏ nhưng có thể lo được em. Và anh sẽ cố lo cho em được an lành. Mà sao em vẫn cứ bước đi bên người đó? Em đâu có biết tim này đâu. Người ơi em có nhớ những lúc anh và em mình cầm tay nhau trên con phố chơi đồ mưa. Anh nép em vào lòng, em khẽ hôn tựa vào tay anh. Sao giờ lại bỏ anh mà đi? Người ơi tại sao em lại bước theo người đó? Làm anh lo lo khi không có em ở bên. Anh nhớ em rất nhiều nhưng vẫn chưa em được hạnh phúc. Nhưng sao lại bước theo người đó? Làm anh lo. Yeah.